Cùng với các trường học trên cả nước, sáng ngày 5 tháng 9 năm 2018, trên 38.000 học sinh của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Về dự lễ khai giảng tại các trường có các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, Lãnh đạo các xã phường có các trường đóng trên địa bàn. Năm học này thị xã Đông Triều có 86 trường với trên 38.000 học sinh các cấp. Để chuẩn bị cho năm học mới, 100% các trường đã hoàn thành việc tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, các điều kiện thiết yếu phục vụ cho năm học mới. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Năm học 2018-2019, toàn thị xã có trên 2.200 cán bộ, giáo viên và nhân viên với 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và trên 88,4% đạt trình độ trên chuẩn. Tính đến nay, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Đông Triều là 84 trên 86 trường, đạt 97,67%. Đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới và tiến bộ. Năm học mới 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều sẽ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với thực hiện đề án 25, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao, đồng thời tăng cường nền nếp kỷ cương dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học quan tâm phát triển phẩm chất năng lực lối sống ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm chú trọng việc học đi đôi với hành giáo dục nhà trường gắn với giáo dục cộng đồng phát huy hiệu quả trung tâm học tập cộng đồng các xã thực hiện đa dạng hóa nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người dân góp phần xây dựng xã hội học tập tiếp tục giả soát, sắp xếp trường lớp, sắp xếp và bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông. Nâng cao chất lượng hiệu quả phòng giáo dục và đào tạo điện tử, mô hình lớp học thông minh, trường học thông minh, bể bơi, phong trào điều hòa cho em, tích cực tuyên truyền vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng 20 sân cỏ nhân tạo, nâng tổng số trường mầm non tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 lên 15 trường.